cắt cỏ ít tin FS 3001 chính hãng nha mấy anh em. Đó, thay vì mấy anh em mua hàng bãi thì mấy anh em mua nguyên con này hàng mới luôn nha mấy anh em. Đó, hàng ít tin chính hãng nha. Đó, hầu như các dòng ít tin chính hãng là nó sẽ có 3 số series đóng 3 chỗ nha mấy anh em. Đó, thứ nhất là trên cái thùng nè. Đây, số series nó sẽ đóng ở đây là một cái, rồi nó sẽ đóng ở trên đây là một cái nữa, rồi trong cái lốc này nó sẽ đóng thêm một cái nữa nha. Đó, có 3 số series nha. Đó, nó sẽ đóng đây một cái, đây một cái và đây một cái nha. Đó, thay vì mấy anh em mua hàng bãi mà mấy anh em sợ bị thầy bùa á thì mấy anh em quất cái con mới này là yên tâm nha mấy anh em. Đó, con này nòng 34mm nha. Đó, con này là mẫu cắt cỏ nhỏ nhất bên Nít Tin đang phân phối nha. Nòng 34mm, nó có 3 yếu tố rất là tuyệt vời cho mấy anh em. Vừa nhẹ, vừa đẹp, vừa bền nha. Đó, con này rất là nhẹ nha. Đó, xài gia đình là rất là ok nha mấy anh em. Đó, đi theo nó thì sẽ có được một bộ vít nha. Là đầy đủ nha mấy anh em, bộ vít trắng cỏ và một tay. Đó, về mấy anh em gáp luôn rất là dễ nha mấy anh em. Dây đeo và lưỡi dao nha mấy anh em. Đó, giữ lưỡi dao. Đó, mua máy bên em thì sẽ được tặng một chai nhớt nha. Nhớt ít tin 500ml nha mấy anh em. Đó, máy ít tin là mấy anh em xài nhớt ít tin nữa còn gì bằng nha. Đó, em chỉ mấy anh em cách pha luôn nè. Đó, mấy anh em bơm lên số 30 nè. Bơm lên. Đó, bơm lên số 30 này, mấy anh em pha với 1 lít xăng nha. Đó, nếu mà mấy anh em mua nửa lít á thì mấy anh em bơm lên số 15 thôi. Đó, em có chỉ chân nè. Trên đây có gạch nè. 5, 10, 15, 20, 25, 30 nè. Có chân nha. Bơm lên số 30 thì pha với lít xăng. Bơm lên số 15 thì pha với nửa lít xăng nha. Rất tuyệt vời nha mấy anh em. Đó, chắc chỉ có mình nên em tặng mấy anh em một chai nhớt 500ml thôi nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Chai này là 120.000 nha mấy anh em. Đó, sẽ được tặng một chai nhớt, bao phí vận chuyển và tặng một bóc phá máy cưa nha mấy anh em. Đó, ok mấy anh em nha. Anh này thì ở Hà Nội nha mấy anh em. Mua thêm một chai nhớt si cua nha. Nhớt này 120.000. Mua thêm một chai nước nhớt si cua nữa nha. Đó, chai này là em tặng nè. Chai này là si cua nè. Đó, mua thêm nha. Đó, bên em nhận cọc mới đi hàng nha mấy anh em. Bữa nay làm con máy này về Hà Nội cho anh trai ở Hà Nội nha. Đó, này đã cọc giùm em 500.000 nha mấy anh em. Đó, nhận hàng thanh toán thêm 2.7 thôi nha. Đó, con này là 3.200.000 đồng. Tặng một chai nhớt, tặng một móc khóa và bao phí vận chuyển nha mấy anh em. Đó, rất là tuyệt vời nha. Bên em nhận cọc mới đi hàng nha mấy anh em. Đó, mấy em làm clip là chỉ là nhận cọc mới đi hàng thôi, là mấy anh em cọc cho em không nha. Đó, để mất công mấy anh em mà không chịu cọc, cái mất thời gian của em, mất thời gian của mấy anh em nha. Đó, giờ mình vào vấn đề luôn nha mấy anh em. Nó con này 34mm nha. Nó trọng lượng của nó 5 kg mấy nha mấy anh em, rất là nhẹ nha. Xài gia đình rất là thích hợp nha. Xài gia đình là nên xài con này nha. Đó. Mấy anh em về cũng go die giùm em từ 2 đến 3 bình xăng nha. Máy mới là nguyên tắc là mình phải go die nha mấy anh em. Đó, giờ mình đổ vô. EC. Đó, tin tưởng thì vào việc thôi nha mấy anh em. Đó, con này ít tin FS 3001 nha. Ít tin chính hãng nha mấy anh em. Đó, thay vì mấy anh em mua hàng bãi, mấy anh em sợ thầy bùa á thì mấy anh em mua con mới đi, có gì đâu mà sợ nữa. Không có gì mà bằng xài máy mới nha mấy anh em. Đó, về go die giùm em 2 đến 3 bình xăng nha. Đó, con này là 3.200.000 nha mấy anh em. Nhận cọc đi hàng nha. Em ở Cà Mau nha. Gửi về cho anh trai Hà Nội nha. Đó, hôm gài là Bắc Trung Nam là gửi hết trơn nha mấy anh em. Đó, đây. Thấy mấy em thấy không? Stop là tắt nha. Sita là chạy nè. Đó, stop là tắt nè. Sita là chạy nè. Đó, trước khi khởi động thì mình bơm cái vú lên nha. Chỗ này nó có cái vú nè, bóp vú lên nha. Đó, mấy anh em nghe tiếng không? Đó, những anh trai nào chưa có vợ thì mua về bóp vú thử. Đó, xong thôi. Đó. Đó, Sita nè nha. Sita ở dưới nè. Đó. Chạy thôi. Mày đóng e nha, mới vô mình giật đóng e giật 1-2 cái nha. Đó. Tiếc xì. Tắt nè. Đó. Rồi mở nè, đừng có đóng e nữa nha. Trên này đóng e nè, đừng có đóng e nữa nha, kéo xuống nha. Mà chạy thôi. Xì bo mà không có tiền mua xì bo thì mua con này về chơi cũng được nha. Đó, đầy đủ nha anh em. Tay lái, lưỡi lắc, đồ trắng cỏ đồ đầy đủ chân nha. Đó, ok. Sẽ được tặng thêm một chai nhớt, một bóc khóa và bao phí vận chuyển nha. Đó, con này chỉ có 3.200.000 thôi nha mấy anh em.
nó cũng không rẻ mà nó cũng không mắc nha. Mà mấy anh em xài gia đình mà muốn xài y xì thì mua con này nha. Đó, bên đây là hàng chính hãng nha, của Estin nha. Con này dòng nhỏ nhất nha mấy anh em. Nó nằm 34 ml nha. 3.200.000 bao phí vận chuyển, tặng một nhất, tặng một móc phá, rất y xì thôi. Nè bây giờ nè, xì tốt này phải không? Đó, thấy không? Mấy anh em mở xì ta lên, bụp xuống. Giật là chạy rất là nhẹ nha mấy anh em. Đó. Rất là giòn luôn nha mấy anh em. Giòn lắm. Đó, ở Cà Mau City nha. Mấy anh em thiện chí thì liên hệ 0917959669 nha mấy anh em. Đó, vận chuyển toàn quốc nha. Ninh Cà Mau nha, nhận cọc và đi hàng nha mấy anh em. FS 3001 xài gia đình là đỉnh cao luôn nha mấy anh em. Ok.